Làm thế nào để mà mình định hình được chiến lược kinh doanh nhờ vào việc các anh chị đọc phân tích báo cáo và quản lý nhân viên? Xin chào các anh chị, em là Nam Nguyễn, em là trainer của Media Step. Thì chủ đề ngày hôm nay em muốn chia sẻ với các anh chị là làm thế nào để mà mình định hình được chiến lược kinh doanh nhờ vào việc các anh chị đọc phân tích báo cáo và quản lý nhân viên. Có nghĩa là trên nền tảng của Voicell sẽ có một cái phần tính năng là các anh chị có thể vào đó xem những cái báo cáo, có thể báo cáo về doanh thu, báo cáo về những cái hoạt động của nhân viên bên mình. Có nghĩa là nhân viên bên mình là cần những cái bạn nào mà mang về cái doanh số nhiều thì mình cũng có thể xem được cái dữ liệu đó. Ngoài ra cũng có một cái báo cáo về khách hàng, có nghĩa là những cái khách hàng nào mà họ có tiếp cận với bên mình thông qua những cái kênh, ví dụ như vào web, vào app, hoặc là đến cửa hàng trực tiếp của mình, cửa hàng POS mà có liên hệ với bên mình mà mình có tạo thông tin, thì lúc đó hệ thống cũng ghi nhận. Thì để mà làm rõ được là nếu trong trường hợp mà mình có những cái dữ liệu đó, những cái báo cáo đó, thì mình sẽ tiến hành lên một cái chiến lược hoạt động kinh doanh như thế nào. Thì trước tiên là em xin phép đi vào cái phần lý thuyết trước nha các anh chị. Mình sẽ đi vào cái phần lý thuyết trước. Trong cái phần lý thuyết này em cũng sẽ có đề cập đến công cụ 4P của và công cụ SWOT, tức là thông qua nhờ hai cái công cụ này là mình giúp cho một cái người mà mình đọc báo cáo mình có thể định hình lại, là mình định vị xem là mình sẽ lên một cái chiến lược kinh doanh như thế nào là phù hợp. Thì sau đó, sau khi cái phần lý thuyết của em xong thì em sẽ đi vào cái nền tảng Voicell để mình xem là trên cái nền tảng Voicell đó thì những cái phần thông tin đó có hỗ trợ được gì cho các anh chị không, có nghĩa là những cái dữ liệu data đó có hỗ trợ được gì cho các anh chị không nha. Như vậy là cái buổi hội thảo ngày hôm nay sẽ có những cái phần là trước tiên là mình sẽ nhắc đến vấn đề là phân tích khách hàng. Thứ hai sẽ là cái phần phân tích đối thủ. Dĩ nhiên các anh chị bán hàng thì mình cũng quan sát xem là đối thủ của mình họ sẽ ra làm sao, họ đang hoạt động như thế nào, mình có làm tốt được như họ hay không, hoặc là họ có những cái điểm gì đó không được bằng mình. Có nghĩa là nếu mà trong trường hợp mà đối thủ mà không bằng mình thì rõ ràng mình đang có cái lợi thế rồi, đúng không ạ? Tiếp theo là cái phần cuối cùng, sau khi mình đã phân tích rồi, phân tích về khách hàng, phân tích về đối thủ rồi, thì mình sẽ định vị lại doanh nghiệp của mình. Mình sẽ chọn cái chiến lược đi kế tiếp của mình sẽ là như thế nào. Như vậy trước tiên thì mình sẽ đi vào cái phần chung hết, khái quát hết, đó là thị trường, đúng không các anh chị? Như vậy là thị trường là một cái hoạt động mà ở nơi đó có người bán và người mua. Như vậy ở đây thì các anh chị thấy là rõ ràng người mua là khách hàng của các anh chị, đúng không? Khách hàng của các anh chị đang ở đây, đồng thời cũng là sẽ là, nhưng mà người bán sẽ là bản thân mình, là những người seller, là các anh chị ở đây rồi. Nhưng cũng sẽ có những cái đối tượng khác, đó là đối thủ cạnh tranh và những cái nhà phân phối tiềm năng, đúng không? Mà rõ ràng là bao giờ cũng như vậy, sẽ có những cái người mới họ bắt đầu họ mở ra họ hoạt động kinh doanh cũng sẽ là những cái người đối thủ của mình. Như vậy cái việc nghiên cứu thị trường đã giúp chúng ta làm sao, giúp chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái sản phẩm hoặc dịch vụ của các anh chị sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Và để mà mình có thể cạnh tranh được thì chắc chắn mình cần phải tạo nên một cái sự khác biệt so với đối thủ. Thì ở đây khi mình đã biết thị trường gồm có những ai rồi, thì thường các anh chị thấy hay nghe một cái từ thuật ngữ rất là phổ biến, đó là nghiên cứu thị trường. Như vậy khi mà nghiên cứu thị trường thì mình sẽ nghiên cứu những cái yếu tố nào? Ở đây thì em liệt kê ra ba cái yếu tố chính để các anh chị có thể đâu đó mình sẽ một lần nữa mình sẽ kiểm tra lại ha. Có nghĩa là anh chị xem là khách hàng của anh chị hiện nay là ai. Có nghĩa là anh chị cần phải hiểu được khách hàng và biết được khách hàng mong muốn cần cái điều gì. Và mình xem cái quy mô của thị trường, đó là kích cỡ của thị trường. Xem là thường nói về quy mô thì mình cũng so sánh được cái sự tương quan giữa là có nghĩa là bao nhiêu nhà cung cấp, bao nhiêu người bán, bao nhiêu người mua. Và tiếp theo là cái phần ngay từ đầu em nói đó, có nghĩa là anh chị sẽ lúc nào cũng quan tâm tới cái đối thủ của mình, tại vì phải biết được cái đối thủ của mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì, thì thông qua đó mà mình sẽ có cái chiến lược phù hợp để mà mình cạnh tranh với đối thủ. Tiếp theo là cái phần quan trọng nhất là cái phần khách hàng. Có nghĩa là các anh chị ở đây, các anh chị nhìn thấy cái hình ảnh ở đây. Khi mà mình nhìn vào cái hình ảnh đâu đó, đầu tiên là các anh chị thấy là sự khác biệt về mặt tuổi tác, đúng không ạ? Có nghĩa đối tượng khách hàng có thể lứa tuổi từ rất là nhỏ cho đến một cái người rất là lớn tuổi. Và cái hình ảnh phía dưới các anh chị thấy là sự là sao ạ? Sự phong phú về mặt sắc tộc. Có nghĩa là nhiều khi cho dù anh chị bán hàng ở Việt Nam, ví dụ như ở Việt Nam đi nữa, nhưng mà ở Việt Nam ngoài người Việt mình ra thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái
khách hàng từ các quốc gia khác, hoặc là thậm chí là cho dù là người Việt nhưng mà cũng tùy vùng miền mà sẽ có những cái sở thích khác nhau hoặc là những cái mong muốn khác nhau. Như vậy câu hỏi đặt ra là liệu là cái sản phẩm của mình có làm hài lòng với tất cả mọi người hay không? Thì câu trả lời là chắc chắn là không, có nghĩa là không có ai có thể tự tin nói là cái sản phẩm mà của mình sẽ có nghĩa là bán được cho tất cả các đối tượng khách hàng. Mà thường mình sẽ đặt ra một cái đối tượng khách hàng mục tiêu nhất định, có nghĩa là sẽ có một nhóm đối tượng họ sẽ là khách hàng trung thành của mình, chứ không mình không thể nói là cái sản phẩm của tôi hoặc là cái dịch vụ của tôi là bán cho tất cả cái đối tượng khách hàng. Như vậy là sẽ rất là khó các anh chị ha. Như vậy cái việc mà tìm khách hàng là ai, mục đích là đến chị là tập trung đúng không ạ? À, các anh chị làm khách hàng mục tiêu, thì nói đến đây là các anh chị thấy cái hình ảnh mà từ một cái nhóm khách hàng mà mình phân nhóm, thì lúc đó anh chị liên liên tưởng nha các anh chị, ở cái phần trình bày của em nó sẽ có hai, mặc dù là em trình bày cái phần lý thuyết nhưng mà các anh chị cũng nên liên tưởng tới những cái tính năng của GoSell. Thì để tí nữa khi mà vào cái nền tảng GoSell á, em sẽ cho các anh chị xem là một lần nữa, các anh chị thấy cái hình ảnh ở đây đúng không ạ? Từ một nhóm khách hàng, ở đây là từ một nhóm khách hàng, nhưng mà bắt đầu phân ra, ví dụ một cái anh chị thấy một cái nhóm màu đỏ, một cái nhóm màu xanh, một cái nhóm màu xanh nhạt. Như vậy ở đây là các anh chị thấy là cần phải phân nhóm khách hàng, và trên nền tảng GoSell có một công cụ là một cái công cụ phân nhóm. Như vậy anh chị cũng lưu ý ha, có nghĩa là cái công cụ phân nhóm là một cái công cụ giúp các anh chị để phân nhóm khách hàng để mình sẽ bắt đầu triển khai những cái chương trình marketing phù hợp đối với cái đối tượng khách hàng đó. Và tiếp theo khi mà nói về phân tích khách hàng thì các anh chị thấy là sẽ là mình quan tâm tới là thứ nhất là vị trí địa lý đúng không ạ? Vị trí địa lý là xem là khách hàng ở quốc gia nào, ở thành phố nào, ở quận nào. Và anh chị lưu ý điều này ha, có nghĩa là khi mà vị trí địa lý như vậy ứng với nền tảng GoSell, tí nữa anh chị sẽ xem là cái báo cáo của mình nó có lọc ra được những cái vị trí của khách hàng hay không, có nghĩa là ít nhất là nó cũng phải cho mình biết là khách hàng này mua hàng từ cái thành phố nào, chẳng hạn như là mình bán từ Bắc đến Nam đúng không, mà có thể là có nhiều thành phố khác nhau, thì lúc đó trên nền tảng GoSell sẽ cho các chị thấy được là cái nguồn khách hàng sẽ có nghĩa là cái tỷ lệ là khách hàng của anh chị đến từ những cái vùng miền ra sao, là trên nền tảng GoSell sẽ cho các chị thấy được điều đó. Tiếp theo là cái phần nhân khẩu học, ví dụ như về tuổi, về giới tính, về quy mô gia đình, về thu nhập, về trình độ học vấn, về nghề nghiệp, tôn giáo và quốc tịch đúng không ạ? Về mặt thu nhập ở đây em nhấn mạnh về mặt thu nhập, thì lúc đó nó sẽ liên quan tới cái phần vấn đề là cái khả năng chi trả của khách hàng. Thì các anh chị thấy á, tí nữa vào cái nền tảng GoSell nó sẽ có cái điểm mà các anh chị lưu ý là cái mức chi tiêu trung bình của một đơn hàng. Mức chi tiêu trung bình của một đơn hàng đó là gì? Đó là các anh chị thấy là thông thường một cái lượt khách hàng họ đi vào họ mua hàng, thì mình xem là cái mức họ chấp nhận họ bỏ ra để mua hàng là bao nhiêu. Ví dụ thường các anh chị thấy là một cái nhân viên sale họ sẽ có những cái kỹ năng về cross sale hoặc là cross sale hoặc là họ up sale, có nghĩa là họ có thể bán chéo hoặc là họ cố gắng bán được nhiều hơn. Thì lúc đó khi mà mình biết được là trong cái dữ liệu khách hàng của mình và mình nắm bắt được là cái thông tin là giá trị trung bình mà khách hàng họ sẵn sàng họ bỏ tiền ra để họ mua, thì lúc đó mình sẽ là mình cảm thấy là tự tin hơn trong cái việc upsell hay cross sell đối với khách. Tiếp theo là phân tích khách hàng, thì mình sẽ quan tâm tới cái phân khúc người dùng. Mà nếu mà nói về cái tâm lý xã hội thì ở đây mình sẽ thấy là có những cái tầng lớp khác nhau đúng không ạ? Có thể về tầng lớp xã hội thì mình thấy là có thể là thượng lưu, trung lưu hoặc là tầng lớp bình dân. Ngoài ra thì sẽ có những cái phân khúc về lối sống xanh, lối sống khỏe. Và cái nếu mà lối sống thì hiện nay các anh chị nào mà xem những cái thông tin mình lướt Facebook hoặc là một số những cái thông tin trên social media, thì các chị thấy là người ta sẽ rất quan tâm rất là nhiều về về mặt sức khỏe, có nghĩa là ngày nay người ta sẽ quan tâm tới là một cái sản phẩm của anh chị mà anh chị chỉ cần cái phần bao bì thôi, người ta sẽ không có thiện cảm. Nếu trong trường hợp mà mình sử dụng quá nhiều plastic, quá nhiều nhựa, người ta sẽ không có thiện cảm, người ta vẫn là thiên về những cái về xanh sạch, ví dụ như là chẳng hạn bao bì thì người ta thiên về thích về giấy hơn, tại vì giấy thì đâu đó nó sẽ thân thiện với môi trường, nó sẽ phân hủy được được còn còn nếu mà trong trường hợp mình sử dụng nhựa thì nó sẽ nằm sâu ở trong lòng đất, nó ảnh hưởng tới nó không có được phân hủy thì nó sẽ ảnh hưởng về sức khỏe của con người. Cho nên là về mặt cái tâm lý tiêu dùng thì khách hàng thì họ sẽ không thích nếu mà trong trường hợp mà những cái sản phẩm đó có nhiều cái bao bì là ni lông. Tiếp theo là hành vi tiêu dùng. Hành vi tiêu dùng ở đây thì mình có thể nghĩ ngay đến những cái dịp mua sắm hoặc là những cái tình hình mua hàng, ví dụ mức độ thường xuyên của khách hàng hoặc là cái thái độ của khách hàng đối với
với cái sản phẩm hay dịch vụ của mình. Khi nói về thái độ là các chị sẽ trả lời cho các câu hỏi là lý do tại sao khách hàng lại mua hàng của mình. Có thể họ mua hàng vì cái nhãn hiệu này nó quá nổi tiếng, cái brand name quá nổi tiếng, hay là họ mua hàng chỉ là vì một cái phong trào gì đó, một cái trend gì đó mà họ mua hàng. Và anh chị thấy được cái mức độ trung thành của khách hàng ra sao. Thì thông qua những hành vi tiêu dùng này thì anh chị thấy trên nền tảng GoSell là sẽ có những cái tính năng, đúng không ạ? Ví dụ như các anh chị tạo những cái chương trình ưu đãi, những cái chương trình tích điểm, thì mục đích là mình tạo những cái chương trình đó là để đáp ứng về cái hành vi tiêu dùng của khách hàng. Như vậy là mình anh chị cũng vận dụng cách linh hoạt, đúng không? Mà mình cũng biết được là cái hành vi tiêu dùng khách hàng như thế này, cho nên tại một thời điểm nhất định thì mình có thể ra những cái chương trình giảm giá, hoặc là anh chị sử dụng những cái chương trình flash sale để mà kích thích nhu cầu mua hàng của khách. Và nói một cách tóm lại về cái vấn đề phân tích khách hàng ở đây, thì các anh chị sẽ trả lời cho cái câu hỏi sau. Thứ nhất là khách hàng mục tiêu của các anh chị là ai và vấn đề của họ là gì, có nghĩa các anh chị đang cố gắng giải quyết vấn đề của khách hàng, và các anh chị xem cái hoạt động hàng ngày của họ và thói quen của họ. Khi nói về hoạt động hàng ngày và thói quen thì các anh chị sẽ liên tưởng đến một số những cái, ngay cả những cái hoạt động về làm marketing cũng vậy. Như vậy chẳng hạn, ví dụ như khi nếu mà trong trường hợp mà các chị định post một cái bài, đúng không ạ, hoặc là anh chị định chạy một cái chương trình nào quảng cáo nào đó, thì anh chị cũng sẽ quan tâm tới cái mốc thời gian, à là cái bài anh chị định post và định post lên trên những cái mạng xã hội vào cái mốc thời gian nào, nhờ những cái khoảng thời gian mà khách hàng họ không có tập trung làm việc mà họ bắt đầu họ nghỉ ngơi rồi, đúng không, mà họ có dành thời gian nghỉ ngơi để họ lướt trên những cái mạng social media rồi, thì lúc đó mình sẽ post những cái bài phù hợp với những cái hoạt động hàng ngày của họ. Thì đó cũng là cái một cách, khi mà mình đã phân tích được khách hàng, mình biết được cái thói quen khách hàng của mình rồi, thì mình sẽ có những cái hoạt động marketing kịp thời và đúng lúc. Tiếp theo nữa là mình sẽ biết về cái động cơ mua hàng của họ, cũng giống như là cái sở thích hành vi mua hàng. Như vậy tóm lại ở cái phần phân tích khách hàng là anh chị đang nắm về cái phần thấu hiểu được cái phần insight của khách hàng, hay còn gọi là consumer behavior research, có nghĩa là mình luôn luôn bao giờ cũng có những cái phần nghiên cứu đó. Thì tí nữa khi mà vào cho cái nền tảng GoSell, các chị sẽ thấy là ở cái tính năng version 3.9 á sẽ có một cái phần rõ luôn đó, đó là cái phần hoàn toàn mới ha, để mà không chỉ đơn thuần là phân tích về đơn hàng giống như là những cái version 3.8 nữa, mà ở version 3.9 sẽ là cái phần về phân tích về thông tin của khách hàng luôn. Cái phần tiếp theo là cái phần đối thủ của các anh chị ở đây là ai. Khi mà nói về vấn đề đối thủ thì các anh chị vui lòng liệt kê ra giúp em, ví dụ như ở đây là một cái bảng mà ví dụ cho các anh chị thấy, chẳng hạn như thông thường các anh chị vui lòng liệt kê cho em biết được là đối thủ của anh chị đây là họ là ai, tên của họ, địa điểm ở đâu, họ đang mua tại họ đang kinh doanh những cái hàng hóa hoặc dịch vụ như thế nào. Hàng hóa và dịch vụ, đôi khi có những hàng hóa và dịch vụ thì hoàn toàn giống như mình, nhưng mà đôi khi cũng sẽ có những cái hàng hóa dịch vụ mà nó khá là tương đồng. Em có ví dụ ha, chẳng hạn ví dụ như anh chị cũng là đang bán một cái bán bán ngành F&B đi, về đồ ăn, bán một đồ ăn sáng chẳng hạn. Ví dụ như anh chị đang bán về cái sản phẩm là bánh mì, có nghĩa là một cái đối tượng khách hàng của anh chị ở đây là anh chị đang bán về cái sản phẩm bánh mì. Tuy nhiên nếu trong trường hợp mà có một cái đối thủ nào đó họ cũng không bán bánh mì nhưng mà họ bán xôi, như vậy rõ ràng đâu đó là cũng khá là tương đồng, có nghĩa là nếu trong trường hợp sẽ có đối thủ mới họ bán xôi thì đâu đó cái lượng khách hàng nó cũng sẽ phân chia ra rồi, có nghĩa là dẫn đến cái lượng khách hàng mà sử dụng cái sản phẩm của anh chị nó cũng thể sẽ giảm xuống. Cho nên khi về nói về đối thủ thì sẽ có những cái đối thủ có thể là mình thấy là trực tiếp, nhưng mà cũng sẽ có những đối thủ đâu đó là gián tiếp cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động kinh doanh của các anh chị. Và khi mà quan sát về đối thủ thì anh chị liệt kê vô giúp em ha, là về mặt sản phẩm và dịch vụ của họ thì có những cái ưu điểm gì, và bản thân là họ trong cái quá trình hoạt động kinh doanh họ có những cái thiếu sót gì đó, và đặc biệt là cái phần giá cả mình cũng biết được là cái mức giá mà đối thủ đang offer cho khách hàng là bao nhiêu, thì mình cũng nên liệt kê ra để mà mình có sự so sánh về cái mối tương quan giữa giá cả của mình ở đây, của các anh chị ở đây, với lại cái đối thủ của các anh chị. Tí nữa em sẽ gửi các anh chị một cái file sale ha. Thì cái file sale này nó giống như một cái bộ một cái bài tập nho nhỏ về nhà làm, ví dụ anh chị có thời gian thì các anh chị có thể làm, và nếu không thì anh chị có thể yêu cầu nhân viên của anh chị làm, có nghĩa là làm xong rồi báo cáo lại cho các anh chị, thì đâu đó sẽ giúp ích được các anh chị mình có một cái về cái chiến lược sắp tới mình sẽ triển khai như thế nào. Thì đó cũng là một cái công cụ để mà hỗ trợ cho các chị đánh giá lại hoạt động kinh doanh của mình. Tiếp theo là mình sẽ
Có một cái nhắc nhở nhỏ nhỏ, cái lý do tại sao mà các anh chị cần phải nghiên cứu thị trường, tại vì từ nãy tới giờ thì em cứ nói nhiều rất nhiều vấn đề về khách hàng đúng không ạ? Em nói nhiều về cái vấn đề về đối thủ. Như vậy thì lý do mình phải nghiên cứu thị trường, thứ nhất là mình phải để hiểu rõ về cái quy mô thị trường, có nghĩa là mình nắm được là đâu đó cái số lượng của người bán là bao nhiêu, hoặc là số lượng của người mua là bao nhiêu. Và cái điều đặc biệt là quan trọng là các giai đoạn trong thị trường. Ở đây các chị sẽ thấy là vòng đời của một sản phẩm thường nó sẽ có 5 giai đoạn nhất định. Với 5 giai đoạn, cái giai đoạn đầu tiên á, là chắc chắn là có sự nghiên cứu. Những cái anh chị nào kinh doanh mà công ty mình ở một cái quy mô nhất định thì chị thấy có những cái phòng ban gọi là R&D đúng không ạ? Research and Development, thì ở đó là người ta luôn luôn nghiên cứu những cái sản phẩm mới đúng không ạ? Và khi đã có sản phẩm mới rồi thì anh chị sẽ thấy ở cái phần introduction ở đây, có nghĩa là mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm đó ra thị trường. Thì chắc chắn trong cái giai đoạn mà giới thiệu ra thị trường thì mình sẽ đâu đó mình sẽ tốn rất nhiều chi phí đúng không ạ? Mình phải làm những cái việc quảng bá thương hiệu, mình phải làm marketing để mà giới thiệu cái sản phẩm đó ra thị trường. Tiếp theo, khi mà đã quảng bá rồi đến một giai đoạn nhất định thì nó sẽ trở nên rất là phát triển, mà người ta bắt đầu biết đến và người ta bắt đầu tiêu thụ cái sản phẩm đó. Nhưng mà cái việc tiêu thụ này không thể nào nó cứ kéo dài mãi mãi được, mà đến một cái giai đoạn nào đó giống như là nó bão hòa rồi, nó maturity, có nghĩa là nó bão hòa rồi, thì lúc đó có thể là mình đã giảm lại cái phần chi phí và làm marketing lại, có nghĩa là mà lúc này là hầu như mọi người đã biết về cái sản phẩm này rồi và là họ đã sử dụng rồi. Nhưng mà chắc chắn đến một giai đoạn nhất định nó sẽ có phần decline, có nghĩa là nó thoái trào, nó bắt đầu nó đi xuống. Thì đi xuống có thể nhiều lý do, có thể là khách hàng bây giờ họ bắt đầu họ cảm thấy chán rồi cái sản phẩm đó, họ đã chán rồi, hoặc là đâu đó đối thủ họ đã tung ra cái sản phẩm mới, có nghĩa là kích thích rồi họ thu hút khách hàng nhiều hơn, thì dẫn đến cái sản phẩm của các anh chị nó đã thoái trào rồi. Như vậy ở đây là cái lý do mà các anh chị phải nghiên cứu thị trường, thì một trong những cái lý do quan trọng, tại vì cái vòng đời của một cái sản phẩm nó sẽ có cái thời gian nhất định. Nếu trong trường hợp mà mình không nghiên cứu về thị trường thì dẫn đến là đâu đó mình sẽ đi sau cái phần đi sau đối thủ, cái đối thủ họ đã ra một cái sản phẩm mới để họ họ tiếp cận khách hàng rồi, thì dẫn đến khách hàng bắt đầu họ quay qua, họ chuyển qua, họ mua hàng từ đối thủ của các anh chị. Tiếp theo là nói về cái vấn đề cạnh tranh trên thị trường, đó là cái khả năng đối đầu của công ty của mình đối với các đối thủ để giành được cái phần thắng. Ngoài ra thì có cái sự hấp dẫn của thị trường. Cái sự hấp dẫn ở đây các anh chị thấy là thường người ta nói là mỗi cái ngành nghề khác nhau nó sẽ có những cái cơ hội và thách thức nhất định. Em ví dụ ha, chẳng hạn như anh chị quan sát những cái ngành nghề nào mà họ không đòi hỏi quá nhiều về kỹ năng cũng như là công nghệ, thì đâu đó là hầu như là rất là nhiều người họ mở ra, thì dẫn đến cái tỷ lệ cạnh tranh rất là cao. Nhưng mà những cái ngành nghề nào đó đòi hỏi rất là nhiều những về cái kiến thức, ví dụ như anh chị thấy những cái ngành nghề về mặt IT đúng không ạ? Hoặc là về fintech, hoặc là về AI, có một số những ngành nghề mà đầu đòi hỏi những cái về cái công nghệ cao, thì lúc đó khi mà để mà một cái đối thủ mới họ tham gia thị trường thì hoàn toàn không phải là dễ dàng, thì dẫn đến là cái giảm cái sức cạnh tranh xuống. Như vậy là khi mà anh chị mình đang kinh doanh một cái mặt hàng hoặc một cái lĩnh vực nào đó, thì lúc đó mình cũng sẽ quan sát xem là cái lĩnh vực của mình hoặc là cái mặt hàng của mình kinh doanh thì là nó có cái độ khó nó ở mức độ nào, và ở mức độ khó đó nó có sự hấp dẫn như thế nào đối với ở trên thị trường, được sự hấp dẫn đối với những cái người mà người ta có dự định, người ta bước ra họ bắt đầu kinh doanh giống như mình. Tiếp theo là nghiên cứu thị trường, để anh chị nắm bắt về những cái xu hướng của thị trường trong tương lai. Đa số các anh chị ở đây thì em thấy là các anh chị có thể là kinh doanh về dịch vụ cũng có, ví dụ như là dịch vụ làm đẹp, hoặc là những cái về du lịch cũng có, một số những cái về sản phẩm đồ gia dụng. Thì các anh chị thấy là những cái này thì nó cũng đâu đó nó cũng sẽ có những cái yêu cầu về những trong xu hướng về thị trường. Chẳng hạn ví dụ như trước đây về mặt về du lịch đi, có nghĩa là du lịch thì có thể là người ta du lịch nghỉ dưỡng cũng có, nhưng hiện nay có một số những cái ngành du lịch thì người ta thích về du lịch sinh thái, có nghĩa là đâu đó là những cái mong muốn của cái người khách hàng, họ có thể là họ thay đổi và họ mong muốn cái gì đó nó có cái sự khác biệt, nó có sự đổi mới hơn, thì lúc đó mới thu hút được khách hàng. Còn nếu không thì người ta sẽ du lịch tự do, người ta không thích đi đi tour nữa. Cho nên là mình cũng phải nghiên cứu xem là khách hàng họ mong muốn điều gì, khi để mình cái thiết kế cái tour đó cho nó phù hợp với những cái xu hướng của thị trường hiện tại. Tiếp theo là cái phần mà cuối cùng ở đây thì em giới thiệu cái công cụ là công cụ 4B với lại công cụ SWOT, để mục đích là gì ạ?
dựa vào hai cái công cụ này để các anh chị thông qua đó anh chị định vị lại cái doanh nghiệp của mình, có nghĩa là cái chiến lược hôm nay mình, cái bài của mình là liên quan tới vấn đề chiến lược sắp tới đúng không ạ? Thì thường một để làm cái chiến lược như vậy thì sẽ có một cái công cụ nhất định, thông qua những cái công cụ này anh chị sẽ trả lời những cái câu hỏi, và sau khi đã trả lời các câu hỏi đó thì các anh chị sẽ có một cái đáp án cho mình, sẽ có một cái quyết định riêng cho bản thân mình là cái chiến lược sắp tới của mình sẽ là như thế nào. Thì ở công cụ 4P trong marketing, thật ra cái công cụ 4P hiện nay nó đã phát triển, nó trở nên là có nhiều cái P, có thể là 4P cũng có nè, 7P rồi có hai mươi mấy P nó cũng có. Tuy nhiên mình sẽ không đi quá sâu về những cái P đó mà mình sẽ tập trung về cái 4 cái P căn bản nhất trong marketing, đó là Place, Product, Price and Promotion. Ở đây là có nghĩa là địa điểm, sản phẩm, giá cả và siêu thị, có nghĩa là chiêu thị ha. Cái là những hình thức promotion thì thông thường là mình dịch qua tiếng Việt là chiêu thị. Thì để mình xem là 4B cho marketing những cái điểm này nó là những cái điểm gì, và ở những cái điểm này mình đang có thế mạnh hay không, hoặc là bản thân doanh nghiệp của anh chị có những cái thế mạnh nào trong 4 cái P này. Tại vì mình sẽ căn cứ vào cái thế mạnh của mình để mà mình phát huy cái thế mạnh đó so với đối thủ, thì mình lúc đó mình mới giành được cái phần thắng đúng không ạ? Trước tiên là về vấn đề địa điểm trước anh chị ha. Địa điểm ở đây thì các chị sẽ thấy là sao ạ? Địa điểm thì sẽ có cái phần offline và online. Thì nền tảng WooSale đó hỗ trợ anh chị bán hàng theo cái OEO đúng không ạ? Vừa online và offline luôn. Thì offline đây sẽ nói về vấn đề về địa chỉ của tiệm nè, hoặc là cửa hàng của mình đúng không ạ? Vị trí địa lý của tiệm có đông dân cư hay không, có khách hàng tiềm năng hay không, người ta có thể dễ dàng tiếp cận cái tiệm của mình hay không. Rồi cái việc trưng bày hàng hóa, trình bày của tiệm, giống như hôm trước trong cái phần trình bày của em nó có cái ý rất là nhỏ thôi, nhưng mà đâu đó cũng cho thấy được là ở một cái kiểu cái phần offline của mình đó, đó mình có cái đầu tư hay không, hoặc là mình có quan sát rất kỹ về những cái hành vi khách hàng hay không. Chỉ là cái phần trưng bày nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ có những cái cách tiếp cận của khách hàng khác nhau đúng không ạ? Có thể là người ta phải với tay người ta mới lấy được cái hàng đó, hay là cái hàng hóa nó đập ngay ngay vào mắt của người tiêu dùng, người ta thấy là người ta có thể lấy được rồi. Còn một số mặt hàng người ta phải là quỳ gối xuống, người ta phải khom người xuống người ta mới lấy hàng đó được. Thì đó cũng là cách trưng bày như vậy, nó cũng sẽ có cái ý đồ nhất định là mình quyết định xem là cái hàng hóa của mình sẽ trưng bày như thế nào. Còn cái phần online là cái phần về website, về fanpage, về blog ha, thì tất cả những cái về website hoặc là về blog, về trang nè, thì trên nền tảng WooSale đều có hết. Thì các anh chị cũng phải tận dụng những cái tính năng này để mà mình có thể triển khai được cái phần online. Thì thường khi liên quan tới vấn đề online thì anh chị sẽ quan tâm số lượng người follow và quan tâm tới những cái sản phẩm, hình ảnh, và đặc biệt về nói chung là về social media, về online thì người ta sẽ quan tâm rất là nhiều về những cái hình ảnh, về clip đúng không ạ? Và cái trào lưu bây giờ người ta rất thích xem những cái clip về sản phẩm. Thì nếu trong trường hợp mà hình ảnh về tốt, về clip tốt thì đâu đó mình sẽ thu hút được rất là nhiều khách hàng, thì đó cũng là sẽ là cái lợi thế của mình. Và những cái nội dung bài đăng không chỉ là những cái nội dung bài đăng nói về cái tính năng của sản phẩm không, mà có thể là anh chị có thể nói về một số những cái câu chuyện, hoặc là chia sẻ thêm những cái cách sử dụng, hoặc là những cái kiến thức khác liên quan, thì lúc đó là người khách hàng họ sẽ yêu thích hơn, họ sẽ tin tưởng hơn. Có nghĩa là nếu trường hợp họ cảm thấy những cái thông tin đó nó hữu ích thì người ta mới follow, còn nếu không người ta cảm thấy rất là chán nếu lúc nào mình cũng chỉ tập trung vào vấn đề quảng cáo. Thì đây là những cái lưu ý các anh chị. Cái B thứ nhất ha, cái B thứ nhất là cái place, về địa điểm. Tiếp theo cái P thứ hai ở đây đó là chính là cái sản phẩm và dịch vụ của các anh chị đang kinh doanh, hàng hóa đúng không ạ? Thông thường trước tiên mình nói về hàng hóa thì sẽ có những cái vấn đề về bao bì, về trên cái bao bì đó có đưa ra những cái thông tin hữu ích hay không. Khách hàng thường họ sẽ quan tâm tới là nhà sản xuất, các thành phần về của sản phẩm đúng không ạ? Rồi trên đó có thể hiện cái sự những cái chất lượng, có sự khác biệt hay không, và đặc biệt nếu trong trường hợp mình bán hàng về những cái đồ mà đồ ăn thức uống đúng không ạ, hoặc là về vấn đề mỹ phẩm thì người ta rất là quan tâm tới cái vấn đề về về sức khỏe. Còn nói về vấn đề dịch vụ thì các anh chị thấy là người ta sẽ quan tâm nhiều về con người, có nghĩa là những người đang thực hiện cái dịch vụ đó thì người ta sẽ quan tâm tới những cái tay nghề của người thực, những hình ảnh hoặc là lý lịch, ở đây có nghĩa là về tay nghề, về những cái chứng chỉ mà cái người thực hiện dịch vụ đó họ có được. Chẳng hạn ví dụ như làm dịch vụ về về massage đi, thì cái bản thân cái nhân viên massage đó họ sẽ có những cái chứng chỉ gì hay không, thì nếu có thì mình cũng nên post những cái thông tin đó ra để cho khách hàng họ thấy được. Và dịch vụ thì người ta sẽ quan tâm về máy móc nữa, về máy móc thiết bị sẽ có cái hiện đại hay không.
Tại vì những cái liệu trình mà điều trị với khách hàng mà nếu mà trong trường hợp người ta thấy được là những cái máy móc là máy móc tiên tiến thì chắc chắn người ta sẽ rất là tin tưởng dịch vụ của mình. Và một cái mẹo nữa để cho thấy là những cái bằng chứng, những cái tác dụng của hàng hóa và dịch vụ trước và sau khi sử dụng, thì đây sẽ là một cái là thì các anh chị thấy là trên nền tảng GoSell của mình nó có cái phần mà khi mà tạo website nó có một cái element, một cái thành phần để các anh chị thấy được những cái về comment của người sử dụng đúng không ạ? Thì mình cũng nên tận dụng cái tính năng đó, mình post cho khách hàng thấy được những cái review có thể là trước hoặc là sau khi sử dụng của khách hàng của mình thì nó có những cái ưu điểm gì, thì mình cũng nên tận dụng cái tính năng này. Và cuối cùng là sẽ xem cái hàng hóa của dịch vụ của anh chị có bị lỗi thời đúng không ạ, lỗi thời lỗi mốt so với những cái đối thủ hay không. Như vậy là đó là cái B thứ hai. Cái B thứ ba sẽ là cái vấn đề price, là vấn đề giá cả đúng không ạ. Về vấn đề giá cả thì các anh chị thấy là khi mà anh chị nhập liệu trên GoSell á, nó sẽ có cái vấn đề về giá vốn, giá bán đúng không? Thì nếu mà mình nhập có những thông tin đó thì sau này cái phần báo cáo ra thì nó sẽ thể hiện cho các anh chị thấy là doanh thu bao nhiêu và tiền lời bao nhiêu. Thì giá bán đây nó sẽ bao gồm chi phí và lợi nhuận, thì anh chị sẽ so sánh với đối thủ. Có nghĩa là thông thường ai kinh doanh thì cũng đều mong muốn mình sẽ có lợi nhuận cao nhất đúng không ạ? Nhưng mà cái việc mà muốn lợi nhuận bao nhiêu thì cũng phải so sánh với cái đối thủ cạnh tranh của mình hiện tại họ đang bán ở giá ở mức độ nào nữa. Và đặc biệt là cái khả năng chi trả của khách hàng. Tại vì ngay từ đầu anh chị đã nghiên cứu về khách hàng rồi thì anh chị cũng nắm được là cái khả năng chi trả, cái thu nhập của họ là bao nhiêu và khả năng chi trả của họ là bao nhiêu. Còn một số trong trường hợp mà anh chị mà bán những cái mặt hàng đặc thù đặc biệt thì lúc đó nhà nước, bản thân nhà nước họ đã có một quy định về mức giá trần, giá sàn rồi. Thì đó thì lúc đó mình phải quy ra theo quy định của nhà nước ha. Xin chào bạn chị Thúy Hoàng. Chị Thúy Hoàng có hỏi em là cho em hỏi là giá vốn mình ghi vào GoSell có được bảo mật không ạ? À? Tại vì thực sự là những cái tài khoản của các anh chị đó, có nghĩa là tài khoản của anh chị thì anh chị có username và password rồi, cho nên là chỉ có mỗi cái những người seller nào làm chủ thì anh chị mới vào coi được thôi. Chứ tất cả những cái người nhân viên khác của GoSell nếu mà không có username password thì cũng không có thể vào được nha các anh chị. Cho nên các anh chị an tâm về vấn đề này ạ. À. Và ở đây sẽ có một số những cái chiến lược về giá để mà các anh chị có thể tham khảo ha. Chị sẽ thấy là thường á, ví dụ như là người ta sẽ có, anh chị đâu đó chị sẽ nghe một cái thuật ngữ, ví dụ như là cái chiến lược giá là giá hớt ván. Hớt ván là gì? Anh giống như một cái hớt ván sữa đó. Thì thông thường một cái sản phẩm nào đó mà mới đúng không ạ, chất lượng cao mà mình tạo được ấn tượng thì thường mình sẽ đưa ra một cái giá rất là cao. Mà một trong những cái minh chứng ví dụ mà các chị thấy được là đó là những cái sản phẩm về công nghệ đó, ví dụ như iPhone đúng không ạ. Khi người ta ra một cái đời mới, một cái sản phẩm mới thì thường một cái giá rất là cao, nhưng mà sau đó chỉ cần nó lỗi mốt một cái là tự nhiên cái giá nó đao xuống nó rất là thấp. Thì cái này người ta sẽ gọi là cái chiến lược về hớt ván. Giống như các anh chị ở đây mà bây giờ anh chị nghĩ ra một cái sản phẩm gì đó nó khác biệt là so với đối thủ mà, và anh chị chứng minh được rằng cái chất lượng nó rất là tốt, thì đâu đó anh chị chắc chắn anh chị sẽ đưa ra một cái giá rất là cao. Còn nếu trong trường hợp cái sản phẩm của mình đâu đó nó mình đang mới kinh doanh đúng không, mình mới thâm nhập về thị trường, thì thường mình sẽ đưa ra những cái chương trình khuyến mãi và cái giá nó sẽ ở mức độ vừa phải hơn so với đối thủ để mà mình thu hút được, mình tạo được cái sự lan tỏa đối với khách hàng. Và tiếp theo nữa sẽ có chiến lược về giá, về hiệu ứng giảm giá. Có nghĩa là những cái chương trình ví dụ như Black Friday ngày thứ sáu nè, hoặc là nếu anh chị đang bán hàng tồn thì có thể sử dụng cái flash sale hoặc một số những cái tính năng trên nền tảng GoSell đúng không ạ, để mà mình có thể là mình hãy clear cái kho hàng của mình đi. Thì đây là cái B thứ ba, đó là cái vấn đề price, là về giá cả. Và cái P cuối cùng ở đây nó là cái vấn đề chiêu thị, còn gọi là cái promotion ha. Thường thì các anh chị hay sử dụng cái từ promotion luôn, thì cái promotion đó, cái B đó, nó là một trong bốn cái P mà từ trước đến nay khi mà làm marketing thì người ta đã phải căn cứ vào đó rồi để người ta xem là cái thế mạnh của họ là gì. Thì trước tiên là những cái công ty lớn thì thường họ sẽ quan tâm về vấn đề thương hiệu, hoặc là nếu trong trường hợp các anh chị là sản xuất đó thì anh chị có mà sản xuất một cái sản phẩm thì có thể là anh chị sẽ tạo một cái logo gì đó luôn cho cái công ty của mình, tạo nên cái thương hiệu luôn. Tiếp theo là những cái chiến lược về quảng cáo đó, về cách truyền thống thì có thể là tờ rơi, áp phích hoặc là catalog thì theo cách truyền thống rồi. Còn báo giấy hoặc đài tivi thì có thể là ở một số những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì mình cũng không áp dụng nhiều đúng không ạ? Thì thường sẽ tốn nhiều chi phí. Nhưng mà cái mà internet với là tận dụng những cái mạng social media thì nó sẽ là thông dụng, và trên nền tảng GoSell thì anh chị nên tận dụng hết á.
những cái tính năng đó, ví dụ như là anh chị tạo những cái link bán hàng để đi mình đi ra rải link nè, hoặc là anh chị nào có sử dụng cái gói Golit á để làm những cái landing page thì mình cũng có thể mình tạo những cái landing page đó để mình đi share cái link đó. Và thông qua một hoạt động, những cái hoạt động bán hàng khác ha, anh chị cũng chịu khó tham dự những cái hội nhóm đúng không ạ? Những cái hội nhóm hoặc là anh chị có thể dựa vào thế mạnh của những cái chẳng hạn như là thường mình kinh doanh một cái mặt hàng nào đó, ví dụ như là handicraft là thủ công mỹ nghệ đi, thì sẽ có những cái hiệp hội ngành nghề, thì mình tham gia vào những hiệp hội ngành nghề đó cũng là một cái kênh để mà mình có thể tiếp tiếp cận được khách hàng. Và người ta nói là buôn có bạn mà bán có phường đúng không ạ? Tức là mình tham gia những hiệp hội đó, đâu đó là có sự hỗ trợ, có nghĩa là trong cái hiệp hội đó sẽ có những người là đối thủ của mình nhưng mà cũng biết đâu họ cũng sẽ là những đối tác của mình để hỗ trợ cùng nhau mà phát triển. Thì ngoài ra sẽ có những cách, ví dụ là anh chị tặng kèm thêm sản phẩm hoặc là tặng quà có in logo công ty. Thì thường ngoài cái việc in logo thì bây giờ anh chị thấy có một sự phổ biến đó là những cái QR code. Thì cái phần này thì trong những cái bài về về những kênh bán hàng mà Lazada, Shopee với lại TikTok đó, thì bên em cũng có nhấn mạnh với các anh chị á, thì các anh chị thấy là hiện nay để mà bán hàng trên Shopee, Lazada hay TikTok thì những cái thông tin của khách hàng á, thì khi mà đồng bộ về GoSell thì cái thông tin khách hàng đó nó không thể hiện lên, có nghĩa là mình không thấy được thông tin khách hàng. Tuy nhiên sẽ có một cái mẹo nho nhỏ là nếu anh chị nào chịu khó đầu tư ha, có nghĩa là mình làm những cái thiệp hoặc là những cái card hoặc là mình gửi một cái món quà nho nhỏ, thì trong đó mình có in cái QR code của công ty mình để giúp các khách hàng, kích thích khách hàng họ quét cái mã QR code đó, mục đích là điều hướng về cái website. Tại vì một khi khách hàng đã biết được cái website của mình thì đâu đó họ nhớ về cái thương hiệu của mình nhiều hơn, và mục đích của mình là mình đang điều hướng khách hàng mua hàng trực tiếp đến cái cửa tiệm của mình, chứ không phải là trên những cái sàn thương mại điện tử nữa. Thì đó cũng là một cách chiêu thị ha, khôn ngoan để mà mình điều hướng khách hàng. À, tiếp theo có nghĩa là sau khi các anh chị sử dụng công cụ 4B rồi thì ngoài ra nó sẽ có một cái công cụ SWOT của ông Albert ha. Thì công cụ SWOT này người ta có nghĩa là tiếng Anh thì dịch ra có nghĩa là điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. Thì chắc chắn ai cũng vậy, có nghĩa là một cái doanh nghiệp nào đó cho dĩ nhiên dù ít dù nhiều thì họ sẽ có những cái điểm mạnh, điểm yếu nhất định. Có thể là một cái doanh nghiệp lớn thì người ta có thể nhiều điểm mạnh nhưng mà chắc chắn nó cũng sẽ có những cái điểm yếu. Cho các chị một cái ví dụ ha, chẳng hạn ví dụ như một anh chị thấy là những cái công ty tập đoàn á, hoặc là những số công ty lớn thì người ta chắc chắn có thể là về mặt tài chính người ta rất là mạnh rồi, họ rất là quy mô, nhưng mà họ cũng sẽ có điểm yếu là sao, và họ sẽ rất là cồng kềnh về bộ máy hoặc là về bộ máy tổ chức á. Thì khi mà có cần một thay đổi mà có chiến lược, một chính sách gì đó thì thường nó sẽ diễn ra chậm hơn so với những cái công ty nhỏ, có nghĩa là họ cần phải thông qua rất là nhiều những cái phòng ban, hoặc là việc thay đổi chính sách đó nó ảnh hưởng rất là nhiều phòng ban, cho nên là cái sự linh hoạt của họ so với những công ty nhỏ nó không bằng. Thì đó cũng sẽ là một cái minh chứng cho các anh chị thấy là bất kể một cái công ty nào cũng sẽ có những cái điểm mạnh và điểm yếu nhất định. Thì cái nhiệm vụ của mình ở đây là mình tự đánh giá lại xem công ty của mình có những điểm mạnh gì, và nếu mình nhìn qua đối thủ mình sẽ tìm hiểu xem đối thủ họ cũng sẽ có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì để mình so sánh. Thì từ những cái điểm mạnh, điểm yếu sẽ có những cái mà anh chị thấy là sao à, nếu mình sẽ có điểm mạnh thì mình sẽ là tận dụng được những cơ hội đúng không ạ? Còn nếu trong trường hợp mà mình cũng nên sử dụng điểm mạnh để mình hạn chế được những cái nguy cơ, những cái đe dọa, và nhiệm vụ của mình là lúc nào mình cũng phải giảm thiểu những cái điểm yếu lại để mình nắm bắt những cơ hội. Thì đó là những cái ở đây, đây là cái công cụ này mục đích là gì ạ? À? Mục đích là để cho giúp cho các anh chị bắt đầu mình đưa ra quyết định nha. Quyết định của mình ra làm sao thì các anh chị xem qua cái slide kế tiếp ha. Ở đây anh chị nhìn thấy đầu tiên là định vị bằng cách nào anh chị ha, như vậy em tóm tắt lại nha, có nghĩa là anh chị sử dụng công cụ 4P rồi đúng không ạ? À? Về product nè, về price nè, về place nè, promotion, bốn cái đó rồi. Anh chị sử dụng công cụ SWOT rồi. Cuối cùng anh chị quyết định lại à. Cái đầu tiên dễ nhất nhưng mà có đâu đó nó cũng là có sự nhiều sự cạnh tranh nhất là bắt chước đúng không anh chị? Anh chị sẽ thấy là một số những cái doanh nghiệp hoặc là đâu đó anh chị thấy là thường á, những người nào kinh doanh người ta hay nói là Trung Quốc là một trong những cái gọi là bậc thầy về bắt chước đúng không ạ? Một cái sản phẩm nào ra mà vừa mới ra thì có thể đâu đó Trung Quốc họ có thể là bắt chước được. Thì đó cũng là một trong những cách để mà họ định vị về cái hướng kinh doanh của họ, có nghĩa là à tôi sẵn sàng là tôi bắt chước, tôi không có nghiên cứu gì hết, chỉ cần thấy một cái người nào đó ra một cái sản phẩm mới thì tôi có thể bắt chước tôi làm theo đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà trường hợp ai cũng bắt chước như vậy thì dẫn đến cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt. Còn nếu trong trường hợp mình không có bắt chước và mình quyết định
một cái hướng khác, thì nó sẽ có 5 cái hướng ở bên đây để mà các anh chị tham khảo. Đầu tiên anh chị có thể đâu đó khác biệt về giá cả của mặt, đúng không? Có nghĩa là anh chị sử dụng giá là một cái công cụ điểm mạnh của mình, giá của anh chị có thể là tốt hơn, hoặc là anh chị chuyên môn hóa về một cái sản phẩm hay dịch vụ gì đó. Có nghĩa là chẳng hạn như anh chị định bán một cái mặt hàng có một số các anh chị nhiều khi á, cái này là cái phần chuyên môn hóa này là sẽ đối lập cái sự đa dạng. Có nghĩa là đa dạng là anh chị bán rất là nhiều hàng, một cái one stop service mà đến đó các anh chị muốn mua hàng hóa gì nó cũng có. Nhưng sẽ có một số người họ đi theo hướng là không, họ chỉ chuyên với một cái mặt hàng nào đó thôi. Khi nào mà nói với cái tiệm đó thì mình họ sẽ nhớ tới một cái mặt hàng đó thôi, chứ không họ không có thể nào mà lẫn lộn với mặt hàng khác được. Thì đó sẽ là một cái cách định vị của riêng của người seller nào đó họ bán ha. Họ quyết định xem là họ theo hướng chuyên môn hóa hay là cái gì họ cũng làm hết, cái gì họ cũng bán. Tiếp theo là họ định vị theo cái hướng về mặt chất lượng, có nghĩa là họ luôn tự tin rằng những cái sản phẩm của mình cái chất lượng tốt. Giống như là cái tâm lý của người Việt Nam mình, khi mà anh chị mua hàng về những cái mặt hàng về công cụ thiết bị, đúng không ạ? Mà anh chị nghĩ tới ngay là người ta nói về cái brand name của Nhật hay là của Đức thì chắc chắn là anh chị sẽ nghĩ tới hai cái từ là chất lượng rồi. Có nghĩa là người ta đã định vị theo cái hướng là không, tôi không đi theo cái vấn đề giá, có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ làm theo cái hướng là giá rẻ, mà tôi lúc nào cũng vậy, ở cái mức giá cao nhưng mà cái chất lượng tốt cực kỳ ấn tượng. Và bao giờ khi khách hàng họ nghĩ tới tôi là họ nghĩ tới vấn đề họ mua hàng vì vấn đề chất lượng, chứ không họ mua hàng không phải vì vấn đề giá rẻ. Thì đó cũng là một cách định vị cho cái cửa tiệm của mình. Tiếp theo là cái sự mới lạ. Thì cái sự mới lạ này thì các anh chị thấy là cái hiện nay hay những cái việc về kinh doanh về ngành F&B, hoặc là đặc biệt vấn đề về thời trang, thì đó nó sẽ đi theo cái xu hướng này rất là nhiều ha. Chẳng hạn như là những cái quán cà phê đi, thường những cái quán cà phê các anh chị thấy là thật sự nói là đi uống cà phê, nhưng đâu phải là ai vô đó đi người ta uống mà vì cái ly cà phê đâu. Hầu như giới trẻ hiện nay khi người ta uống cà phê mục đích là để selfie, có nghĩa là để có những cái tấm hình đẹp để mà sống ảo là nhiều. Như vậy nếu trong trường hợp cái shop của mình nó không có sự mới lạ thì đâu đó là mình không thể nào mà rất khó cạnh tranh trên một cái thị trường bây giờ là đâu đâu cũng có rất là nhiều quán, đúng không ạ? Và đặc biệt về thời trang thì cũng như vậy, thời trang thì đâu đó người ta sẽ rất muốn những cái sản phẩm về độc, về lạ, thì lúc đó mình mới có thể cạnh tranh được. Thì cho nên tóm lược lại ở đây thì nó cách dễ hiểu nhất là, hoặc là các anh chị đi theo một cái chung anh chị không muốn nghiên cứu gì hết, anh chị chỉ là bắt chước thôi, có nghĩa là người ta như thế nào thì mình bắt chước làm y như vậy. Còn nếu không thì anh chị sẽ đi theo cái hướng là có sự khác biệt có thể về giá, về chất lượng, có thể về sự đa dạng, về sự chuyên môn, hoặc là sự mới mẻ gì đó, thì tùy theo mình cảm thấy là mình mạnh ở điểm nào thì mình cứ phát huy ở điểm đó anh chị ha. Thì tới đây thì em sẽ tổng kết lại bằng một cái sơ đồ như thế này, để mà các anh chị mục đích là gì ạ? Dĩ nhiên khi mà anh chị quyết định một cái chiến lược nào đó thì cái điều mà anh chị mong muốn ở đây là tăng doanh thu. Như vậy là cái bước đầu tiên anh chị thấy là sao anh chị? Xác định điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh. Ở đây anh chị thấy đúng không ạ? Nhấn mạnh về vấn đề là đối thủ cạnh tranh. Bao giờ cũng vậy, anh chị kinh doanh thì anh chị phải nhìn xung quanh xem là đối thủ họ đang làm gì. Tiếp theo nữa là anh chị không thể nào mà thiếu sự quan tâm đối với khách hàng của mình, đúng không ạ? Tại mình bán là mình bán cho khách hàng, chứ không phải là mình bán cho những cái mình đang có, mình bán những khách hàng đang những cái mà khách hàng họ đang cần, nhu cầu của khách hàng. Sau khi đã nắm được hai điểm này rồi thì các anh chị xác định lại cái điểm mạnh và điểm yếu của cửa tiệm của mình để mà các anh chị sử dụng cái việc định vị. Có nghĩa là anh chị sẽ thấy là hiện tại các anh chị đang có điểm mạnh về địa điểm, đúng không? Có nghĩa là mình có một cái địa điểm offline rất là tốt, thì lúc đó mình sẽ tận dụng được cái địa điểm này để mà mình bán hàng. Hay là anh chị đang có điểm mạnh về sản phẩm dịch vụ. Còn nếu trong trường hợp anh chị đang là một cái người bán hàng, có nghĩa là một trader, có nghĩa là mình mua đi bán lại, thì đâu đó là nhiều khi cái sản phẩm hay dịch vụ của mình nó khá là tương đồng với những cái đối thủ khác rồi, thì đó không phải là điểm mạnh nữa. Rồi anh chị có sự khác biệt về quảng cáo hay không, có nghĩa là mình có chịu khó làm những cái bài post bài mình đi share link hay không, hoặc là mình có tận dụng những cái kênh ví dụ như là dropship làm cộng tác viên hay không, đúng không ạ? Hay là các anh chị có một cái thế mạnh về giá cả, tại vì do mình tìm được một cái người đối tác, một cái người supplier, một cái người cung cấp hàng hóa, người ta có thể cung cấp mình cái giá tốt, thì lúc đó cái giá sẽ là cái điểm mạnh của mình mà mình có thể cạnh tranh được so với người khác. Để cuối cùng anh chị quyết định xem là mình sẽ lựa chọn trong 4 cái P này, cái P nào là cái nổi trội nhất thì mình cứ phát huy và mình sẽ bán hàng tăng doanh thu so với cái đối thủ. Thì đây là cái phần tổng kết lại ở cái phần lý thuyết này. Thì em xin phép là em sẽ gửi một cái bài tập nho nhỏ, em sẽ gửi vào cái bài tập này là em sẽ gửi vô trong cái ô chat nha các anh chị. Các anh chị đợi chút xíu em lấy cái file em gửi cho các anh chị.
Dạ rồi, em có gửi một cái file Excel vào trong ô chatbot anh chị có thấy chưa ạ? Nếu trong trường hợp anh chị thấy thì anh chị vui lòng download lại giúp em ha. Nếu trường hợp anh chị thấy rồi, anh chị vui lòng đánh số 9 vào ô chatbot giúp em được không? Dạ rồi, em cảm ơn anh chị. Rồi em xin phép em mở cái file này ra nha. Thì nếu anh chị có thời gian thì các anh chị có thể một hình thức giống như là mình đánh giá lại các anh chị. Mình sẽ review lại về cái hoạt động kinh doanh của anh chị, và nếu anh chị nào mà không có thời gian thì mình có thể yêu cầu nhân viên của mình ha, có thể như tại vì thực ra một cái nhân viên sale á, mà họ thường thông thường mình làm việc một thời gian thì mình sẽ có một cái giai đoạn giống như mình tự đánh giá lại cái hoạt động làm việc của mình xem có hiệu quả hay không. Thì cái file này các anh chị sẽ thấy là sao ạ? À? Em chia ra những cái slide, tại vì anh chị làm gì cũng vậy, nhiều khi mình làm mà mình cứ nghĩ trong đầu mà mình không có ghi ra đó, nó sẽ quên hoặc là nó sẽ không có một cái dữ liệu rõ ràng. Ở đây thì em sẽ chia ra cái slide nãy giờ, từ từ đầu giờ tới giờ em toàn nói về vấn đề lý thuyết. Dĩ nhiên em cũng có link tới cái em có liên kết với lại cái Go Sale của mình để chứng minh là trên nền tảng Go Sale nó cũng sẽ có làm được á. Cái quan trọng là anh chị có làm hay không mà thôi. Thì các chị thấy là cái slide đầu tiên của em đó là về mặt customer, khách hàng, đúng không ạ? Thì nhiệm vụ của các bạn sale thì thường các bạn đó sẽ xem lại là cái đối tượng khách hàng mà bạn đó đang hướng tới đó là ai. Về mặt nhân khẩu học chẳng hạn, ví dụ như là mình sẽ xác định là mình sẽ bán hàng cho đối tuổi nào, giới tính là nam hay nữ, hoặc là cái khả năng thu nhập của họ ra sao thì mình phải viết ra ở đây. Đó, thì cái trang đầu tiên đó là cái trang về mô tả khách hàng, thì ít nhất đâu đó mình cũng phải mô tả được lại. Nếu mà trường hợp anh chị rằng đang target ra một vài đối tượng khách hàng khác nhau thì mình có thể ngồi là mình liệt kê lại ở đây ha, mình liệt kê lại rồi sau đó các anh chị tự họp nội bộ để mình thảo luận lại. Cái file tiếp theo nữa là mình phải biết được đối thủ không, tại vì thông qua đối thủ có nhiều cái lắm, đặc biệt là trên cái nền tảng và social media thì các anh chị thấy là bây giờ người ta có viết bài rất là nhiều đúng không ạ, thậm chí người ta sử dụng một số những cái công cụ AI để mà hỗ trợ về viết bài. Thì mình có thể mình xem vào cái website của họ nè, họ xem cái website họ trình bày như thế nào, hoặc là họ share những cái link, những cái bài viết như thế nào, thì đâu đó mình có thể là mình tham khảo đúng không ạ. Sau mình tham khảo xong đó dĩ nhiên về để đó một cách là để có ý tưởng thôi, nhưng mà mình để làm thì mình phải làm cái gì đó của riêng mình, chứ không phải là mình đi mình copy nguyên xi như vậy thì cũng ra cũng rất là khó, trừ những cái trường hợp đặc biệt ha. Chẳng hạn ví dụ như là em thì em làm về lĩnh vực giáo dục đi, thì một số những cái bạn bè của em làm về lĩnh vực giáo dục á, thì họ có thể copy nguyên xi. Copy lý do tại sao à? Tại vì có một số những cái về bản giáo dục chẳng hạn như là về tư vấn du học đi, tại vì tư vấn du học nó sẽ liên quan tới một số những cái quy định về luật đó anh chị, thì họ có thể đi vào cái trang web của đại sứ quán hay lãnh sứ quán, họ copy nguyên xi những cái thông báo, những cái quy định luật trên cái thông tin của đại sứ quán đó, sau đó họ mang về cái trang web của họ để họ sử dụng luôn. Thì thực ra cái việc đó nó hoàn toàn đúng, tại vì sao, đã gọi là luật rồi thì nó chắc chắn nó phải là nó phải chính xác từng từ từng chữ, chứ không thể nói là mình phải viết theo kiểu này hoặc là viết theo phong khác, không phải là như vậy. Cho nên là cũng sẽ có một số những cái anh chị có thể copy nguyên xi được, nhưng mà sẽ có một số cái thì mình phải thay đổi thôi, mình viết theo văn phong của mình nó sẽ hay hơn. Thì ở đây sẽ là cái phần mà anh chị phải liệt kê lại đối thủ của các anh chị là ai. Tiếp theo là nãy giờ em trình bày cái phần 4B đúng không ạ, trong đó nói về sản phẩm, về giá cả, về nơi chốn, về những cái promotion siêu thị. Thì ở đây là cái phần lý thuyết, thì cái phần dưới ở đây trống nè, anh chị cứ đánh giá lại xem là hiện tại các anh chị đang áp dụng như thế nào, để cuối cùng anh chị tự nhận định xem là trong 4 cái P này thì cái P nào là cái P mạnh nhất của các anh chị, để anh chị cố gắng phát huy nó ha, anh chị tận dụng cái điểm mạnh đó. Và cuối cùng là cái phần phân tích cái điểm mạnh, điểm yếu, cái SWOT này là mình ngồi mình liệt kê lại ha. Cái SWOT này có thể là vừa cả là của mình cũng được, và vừa cả đối thủ, để các anh chị dễ dàng mình so sánh lại với nhau ha. Mình so sánh lại để mình xem là nếu trường hợp mà mình thấy người ta là cái điểm yếu của họ, ví dụ mình thấy đối thủ là có những cái điểm yếu như vậy, thì đâu đó mình cũng sẽ học hỏi được cái kinh nghiệm đúng không anh chị, để mình rút ra cái kinh nghiệm để mình không có sai giống như họ. Rồi nãy giờ cái phần của em trình bày á là nó sẽ thiên về lý thuyết, và em đưa một cái phá sale để đâu đó các anh chị về các anh chị có thể là mình ngồi mình đánh giá lại đúng không, mình liệt kê lại. Còn nói về trên nền tảng Go Sale thì sao ạ? À? Thì mà trên nền tảng Go Sale nó có hỗ trợ cho các chị xem những cái về báo cáo hay không, thì các anh chị nào để ý thường á, khi mà vào cái phần admin nè, đây là cái phần admin đúng không ạ? À? Anh chị mua tài khoản Go Sale thì anh chị sẽ có cái tài khoản admin thế như thế này,
anh chị vào thì ở trang chủ đầu tiên nó sẽ có một thông tin rất là chung. Ở đó anh chị sẽ thấy được là cái xác nhận đơn hàng bao nhiêu nè, giao hàng thành công bao nhiêu, xác nhận được hẹn bao nhiêu, thì nó sẽ có thông tin tổng quát chung như vậy. Nhưng mà để xem báo cáo á, thì nó sẽ có hai cách nha các anh chị. Hai cách ở đây là sao ạ? Cái cách đầu tiên mà cái cách mà anh chị nào mà có biết về Excel á, có nghĩa là mình có thể là download những cái file Excel về để mà mình làm những cái report báo cáo á, thì anh chị có thể sử dụng đó, có nghĩa là sử dụng cái thế mạnh là anh chị biết về Excel. Tại vì sao em nói biết về Excel thì anh chị có thể là xem được báo cáo. Tại vì trên nền tảng của Excel á, anh chị vào cái phần đơn hàng nè, danh sách đơn hàng đúng không ạ? Anh chị xuất thì nó cho mình xuất cái đơn hàng ở đây ra đúng không ạ? Mà khi xuất cái như vậy là xuất ra một cái file Excel. Thì sau khi đã có cái file Excel rồi thì cái việc tùy chỉnh anh chị sử dụng những cái hàm nào đó để mà mình làm data, mình lọc data, mình filter data đó là quyền của mình đúng không ạ? Cái đó đầu tiên là về vấn đề đơn hàng. Cái thứ hai về vấn đề khách hàng, anh chị thấy nè, khách hàng thì ở đây nó cũng cho mình xuất cái file, hệ thống cũng cho mình xuất cái file luôn. Và một khi đã cho xuất cái file như vậy thì đồng nghĩa là anh chị có thể làm những cái hàm trên Excel để mình có báo cáo. Đang như vậy là cái cách đó là cách thứ nhất anh chị ha. Rồi còn nếu trong trường hợp nào anh chị không thích làm file Excel, anh chị nói thôi tôi không có thời gian để tôi ngồi tôi làm những cái vấn đề đó, thì lúc đó anh chị có thể là xem những cái báo cáo mà trên nền tảng Google Excel họ đã có cài cài đặt sẵn cái công thức rồi. Thì cái trước tiên á, thì anh chị thấy nè, anh chị thấy không, trên em vào đây ha, ở chỗ khách hàng là anh chị thấy đâu, lúc nãy em nói là mình là phải target cho khách hàng nào đúng không, thì có cái công cụ là phân nhóm đúng không. Thường anh chị nào mà đã học những cái bài trước anh chị thấy là có công cụ phân nhóm là cái bước đầu tiên để mà anh chị triển khai cái chương trình marketing. Có nghĩa anh chị định có thể gửi tin nhắn hoặc là email như thế nào, thường anh chị sẽ là phân nhóm khách hàng trước. Còn hôm nay mình học về báo cáo thì em nhấn mạnh ở cái điểm này về cái tổng quan. Anh chị vào khách hàng ha, anh chị vào cái phần tổng quan này, thì khi mà vào cái phần tổng quan này anh chị thấy rõ ràng ở đây là sao ạ? À? Họ liệt kê ra. Đầu tiên khi mà nó gọi là xem báo cáo thì mình hay khống chế về cái mặt thời gian đúng không? Chẳng hạn là mình xem là khống chế là mình muốn xem báo cáo ngày hôm nay khách hàng của mình ra sao, hoặc là tháng này ra làm sao, hoặc là tháng trước ra làm sao, hoặc là nếu không anh chị có thể xem là mình chọn một cái mốc thời gian nhất định thì mình mở cái lịch này ra để mình coi, hoặc là mình coi năm nay làm sao đúng không ạ? Thì ở đây nó sẽ có những cái thông tin. Còn anh chị muốn hiểu những cái này, chẳng hạn như người xem là cái gì, khách hàng mới là cái gì, thì anh chị rê con chuột và cái dấu chấm hỏi nhỏ nhỏ này này là các anh chị, để anh chị nhìn thấy được nó giải thích là trên hệ thống là nói là ví dụ người xem có nghĩa là số lượng người dùng đã vào trang web hoặc ứng dụng của bạn ha, các anh chị thấy ha. Thì ở đây họ sẽ lọc ra tùy theo cái mức độ quan tâm của anh chị là anh chị đang quan tâm vào khía cạnh nào. Ví dụ như anh chị đang quan tâm là có bao nhiêu người xem, hay là anh chị đã quan tâm tới bao nhiêu khách hàng đã mua hàng, thì anh chị cứ xem những cái thông số này ha. Vậy cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh chị thấy là thường á, khi mà xem báo cáo người ta thích xem được cái mặt biểu đồ đúng không các chị? Là cái biểu đồ thì lúc đó người ta sẽ thấy được là nó đã tăng giảm như thế nào. Thì đây là cái tài khoản demo, nó không phải là một cái tài khoản thật để bán hàng thật, nên chắc chắn nó không có phản ánh được một cái điều gì nó chính xác. Thì chẳng qua là những cái bạn trainer của bên em hay vô là đặt những cái đơn hàng hàng ảo thôi để mà chứng minh cho các anh chị thấy là nếu trong trường hợp có tài khoản thật của các anh chị á, anh chị sẽ thấy được một cái biểu đồ ở đó nó phản ánh được là tổng cái doanh thu của anh chị là đang bán như thế nào ha, những cái đường đường này lên xuống này, nó coi nó tăng giảm đằng sau nè, tổng khách hàng của anh chị đang có là như thế nào, nó thể hiện ở đây ha. Và chị kéo xuống là chị thấy là lúc nãy em có nói là cái việc mà phân tích khách hàng á, thì mình sẽ quan tâm khách hàng đó là khách hàng ở vị trí địa lý như thế nào đúng không ạ? Ở vị trí địa lý ở đây thì anh chị thấy nếu trong trường hợp mà người ta mình mua online á, thì chắc chắn là anh chị sẽ quan tâm là không biết là mua từ những kênh nào, ví dụ từ website hay là bán hàng tại quầy hay là trên mạng xã hội hay là trên ứng dụng đúng không ạ? Mình cũng xem được là họ thống kê ở đây. Vị trí bên đây người ta còn cho mình biết được là mua hàng ở Việt Nam hay là mua hàng ở một cái địa điểm nào khác. Cái này tùy ha, cái này do khách hàng họ khi mà họ tạo cái thông tin á, họ nhập cái thông tin vào, họ có kê khai đầy đủ hay không thì lúc đó báo cáo nó mới chạy ra được. Rồi ở đây họ căn cứ vào cái ngày sinh mà khách hàng nhập vào á, thì lúc đó họ sẽ ra cái báo cáo về theo độ tuổi nè đúng không ạ? À? Và theo độ tuổi là giới tính cũng có, rồi những cái kênh khách hàng, trạng thái khách hàng đó làm sao và cấp độ thành viên sử dụng như thế nào. Rồi lúc nãy ở phần trên đó mình có một cái tính năng là phân nhóm đúng không ạ? Thì bây giờ tính năng đó nó sẽ thể hiện ở đây, báo cáo đây nè, segment, segment ở đây có nghĩa là phân nhóm khách hàng cái gì ha.
Phân nhóm có nghĩa là mình phân có bao nhiêu phân nhóm, mình liệt kê ở đây, và cái phân mỗi phân nhóm như vậy cái số lượng khách hàng là bao nhiêu, thì nó sẽ hiện tổng cộng tất cả những cái con số ở đây để mình xem là à mình phân nhóm như vậy thì cái lượng khách hàng của mình nó ra báo cáo là như thế nào. Như vậy là đầu đầu tiên anh chị sẽ xem được cái báo cáo là báo cáo về mặt khách hàng. Tiếp theo, cái báo cáo này là báo cáo hoàn toàn mới ha, theo version 3.9 này là mới có gần đây thôi, là trong cái tháng vừa rồi mới có thôi. Còn trước đây bên em cũng đã hỗ trợ cho các anh chị một cái báo cáo rồi, đó là cái phần phân tích này các anh chị. Anh chị vào cái phần phân tích này ha. Phân tích này thì trong cái phần phân tích này nó có cái phần mà đơn hàng với lại đặt chỗ. Đơn hàng thì có nghĩa đồng nghĩa là anh chị đang bán về sản phẩm. Còn nếu trong trường hợp đặt chỗ á là anh chị đang là dịch vụ ha, thì em vào thử cái phần đơn hàng ở đây để cho các anh chị thấy. Thì lúc nãy các anh chị có em có nói về trong cái 4B của mình nó có cái vấn đề về giá đúng không? Về price đúng không ạ? Thì em đang minh chứng cho các anh chị thấy là thật ra cái lý thuyết nó là như vậy, nhưng mà trên nền tảng VoSale nó cũng sẽ hỗ trợ cho các anh chị, có nghĩa là nó sẽ trả lời cho được cho các anh chị những câu hỏi về mặt lý thuyết. Cái quan trọng là các anh chị ngay từ đầu khi mà anh chị định lên chiến lược, hoặc là anh chị đang định vị, anh chị định làm một cái kế hoạch gì á, thì anh chị có đang đặt ra những câu hỏi hay không. Tại vì mình cần phải đặt ra những cái câu hỏi đó thì thông qua cái nền tảng này anh chị sẽ tìm được cái câu trả lời cho mình. Em ví dụ như là bây giờ anh chị vào đây thấy là giống như lúc nãy có một cái chị trong cái ô chat có hỏi em á, là nếu trong trường hợp mà nhập giá vốn vào thì không biết là cái người khác có biết không, thì chắc chắn là không biết, tại vì cái anh chị chỉ có username password của các anh chị thì anh chị mới vào đây thấy được thôi, chứ ngoài ra những người nào không có username password thì không không biết được. Thì anh chị thấy nếu trong trường hợp mình nhập thông tin rõ ràng cụ thể thì chắc chắn nó sẽ ra những cái thông số ở đây cho mình biết là doanh thu mình như thế nào, giá vốn của mình ra làm sao, phí giao hàng ra làm sao, lợi nhuận hay làm sao, có bao nhiêu đơn trả hàng ha, nó sẽ thể hiện thông tin ở đây. Và nó cũng có những cái biểu đồ cho các chị coi luôn. Ví dụ như cái biểu đồ này, biểu đồ vẽ cái đường này thì nó sẽ thấy là tổng cái doanh thu nè, rồi tổng đơn hàng. Đúng không ạ? Nhìn theo cái hình này thì anh thấy có sự tương quan với nhau đúng không ạ? Đơn hàng nhiều thì doanh thu nhiều, nó cũng sẽ có sự tương quan với nhau. Rồi ở đây cho anh chị thấy được là cái sản phẩm nào đang bán chạy nhất đúng không ạ? Lúc nãy em có nói vấn đề về vòng đời của sản phẩm đúng không ạ? Chắc chắn anh chị sẽ quan tâm được. Ví dụ anh chị nào mà bán được nhiều nhiều cái mặt hàng á, thì anh chị sẽ quan tâm tới cái mặt hàng nào đang bán chạy nhất. Và anh chị chỉ luôn luôn quan tâm là à những cái mặt hàng đó nó đang ở một cái giai đoạn nào trên thị trường, nó đang mới tung ra, hay là nó đã bão hòa rồi, hay là nó đang bắt đầu nó suy thoái. Tại vì một khi đã bắt đầu suy thoái thì mình phải nghĩ tới cái việc mình phải cải tiến nó, hoặc là mình có gì đó đã thay đổi tạo nên sự khác biệt thì nó mới thu hút được. Còn những cái sản phẩm nào mình thấy bán ít quá đây thì có thể là mình sẽ không bán nữa, hoặc là mình thấy còn tồn kho nhiều quá thì mình phải tạo những cái chương trình flash sale hoặc là những cái chương trình promotion gì đó để mà mình clear cái hàng đó đi đúng không ạ? Ở dưới đây thì nó sẽ cho mình biết được theo địa chỉ giao hàng. Thì giống như lúc nãy các anh chị thấy là cái mình có là khi mà mình phân tích về khách hàng á, rõ ràng là mình quan tâm tới là không biết khách hàng này nó đến từ địa chỉ nào, tại vì mình bán online thì có thể người ta order từ rất là nhiều những cái tỉnh khác nhau. Thì nếu trong trường hợp mình tổng kết được, mình thấy một cái ví dụ như mình đang bán ở Hồ Chí Minh đi, nhưng mà mình thấy một cái khu vực nào đó mà tự nhiên cái doanh số tăng lên rất là cao, thì mình sẽ nghĩ ngay tới cái việc là à sắp tới chắc là mình phải mở thêm chi nhánh đúng không ạ? Mình mở thêm một cái kho ở đó, mình mở thêm một chi nhánh ở đó để cái việc giao hàng nó sẽ thuận tiện hơn. Tại vì mình biết được là cái chỗ đó là cái lượng khách hàng bắt đầu họ gia tăng rồi đúng không ạ? Cái việc nhu cầu họ cao rồi, họ rất là nhiều khách hàng họ quan tâm họ mua hàng, thì lúc đó mình có thể nghĩ tới cái việc là mình sẽ mở cái chi nhánh. Và cái việc mở như thế nào thì là mình cũng có thể là căn cứ vào những cái báo cáo này để mà mình xem. Như vậy thì em tổng kết lại cái bài ngày hôm nay ha, cái bài ngày hôm nay em minh chứng một điều là thực ra về mặt lý thuyết những cái công cụ ví dụ marketing 4B hay là những cái công cụ SWOT á, thì là những công cụ này có từ xưa từ trước đến giờ rồi. Và cái mà em đang muốn chứng minh ở đây là à cái lý thuyết nó là như vậy, thì nếu mà trong trường hợp mình áp dụng vào trên cái nền tảng VoSale, những cái công cụ này mình có sử dụng hết những cái tính năng này chưa, có nghĩa là bình thường các anh chị có hay đi vào những cái phần phân tích này báo cáo này các anh chị coi hay không, và các anh chị có đánh giá những cái tiêu chí đó hay không. Ví dụ như anh chị xem là mặt hàng nào đang bán chạy, hoặc là cái giai đoạn nào đang bán chạy, hoặc là cái đối tượng khách hàng nào là cái đối tượng khách hàng là mục tiêu của mình. Thì nếu mà trường hợp mình nắm được những cái thông tin đó thì chắc chắn anh chị sẽ có một cái hướng, một cái chiến lược kinh doanh mà phù hợp với những cái mà mình đang mong muốn là mình đẩy mạnh cái doanh số của mình. Thì khi mà cái phần trình bày của em tới đây thì không biết là
Các anh chị có cái câu hỏi gì không? Em xin dừng lại tại vì cái phần lý thuyết thì em cũng đã trình bày xong rồi, sau đó em cũng gửi phá sale rồi đúng không ạ? Còn cái phần trên nền tảng GoSale thì em cũng đã vào đây và em cho các anh chị thấy được là cái tính năng phân tích nó nằm ở chỗ nào, nó có những cái phân tích khách hàng nằm ở đâu, phân tích về mặt bán hàng thì nằm ở đâu ha. Thì không biết khi em trình bày tới đây thì các anh chị có cái câu hỏi gì không ạ? Tới cái phần này nó phần Q&A ha, để các anh chị đặt ra câu hỏi hoặc là anh chị có thể giao lưu hoặc chia sẻ gì đó. Ví dụ như là chẳng hạn nãy giờ em trình bày về cái 4P thì các anh chị nào ở đây có muốn chia sẻ là trong cái 4P đó sau khi em trình bày xong thì anh chị tự nhận thấy rằng à mình đang mạnh ở cái P nào nhất và lý do tại sao mà anh chị cảm thấy là nó đang rất là mạnh. Thì sau đây là em xin nhường lại cái phần này đến cho các anh chị nha các anh chị, để các anh chị bắt đầu là câu hỏi và hoặc anh chị chia sẻ à. Các anh chị nào muốn chia sẻ gì không à? Hoặc là đặt câu hỏi gì không à, các anh chị? À dạ em cảm ơn anh nè, dạ. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ha. Em thấy anh Tạ đúng không ạ? À? Dạ chào anh. Thì dạ nếu như vậy thì anh chịu khó về cái file sale em gửi anh chịu khó anh ngồi anh làm việc lại chung với nhân viên của anh ha, có nghĩa là mình anh có thể thảo luận với nhân viên của anh sau đó để mình ra được cái bảng mình đánh giá lại xem là cái thế mạnh của mình như thế nào á, thì anh chị sẽ có chiến lược phù hợp nha nha anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ à, phá sale em mới gửi vô lúc nãy anh chị à, như vậy em xin phép gửi lại ha. À anh mới vào à. Dạ để em tải lại cái file đó lên. Dạ em xin gửi lại cái phá sale anh chị ha. Tại vì trước đây thì em cũng có tham gia cái chương trình của bên IOCD đó, dạy cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, một cái số như các anh chị mà giống như mà kinh doanh mà ở một cái mức độ vừa phải, ở quy mô vừa phải á, thì các anh chị cảm thấy là cái file mà em gửi nó sẽ rất là hữu dụng. Thì các anh chị biết là khi mà làm cái công tác coaching á, thì coaching không phải là một cái người nào mà đưa ra một cái quyết định thay các anh chị, thường là không có, mà coaching ở đây là những cái người coach họ sẽ đặt ra những cái câu hỏi. À, có nghĩa là họ sẽ dẫn dắt, có nghĩa là họ sẽ có một cái sườn, họ đặt ra những câu hỏi và những cái anh chị đang thực sự đang kinh doanh thì anh chị sẽ trả lời những câu hỏi đó. Thì sau khi trả lời xong những cái câu hỏi đó, tự tự bản thân các anh chị tự nhiên sẽ thấy rằng à mình biết là sắp tới mình sẽ làm được cái gì, tại vì mình đã phân tích rồi, mình đã biết được là à có những cái câu hỏi nào mình cần phải trả lời, mình biết được là hiện tại là mình cần phải phát huy những cái điểm nào, điểm mạnh của mình, và mình cần phải cái gì đó điều chỉnh thay đổi những cái điểm yếu của mình, thì đó sẽ là một cách để mà những cái người coach họ làm để mà hỗ trợ cho các anh chị trong cái quá trình mà kinh doanh đó thì mình sẽ được tốt hơn. Thì do thì không có anh chị nào mở mic để tương tác với em thì em xin phép dừng cái buổi tập huấn ngày hôm nay tại đây anh chị ha. Em cảm ơn các anh chị đã dành thời gian, mặc dù là vẫn còn không khí khí lễ nhưng mà các anh chị cũng rất là nhiệt tình tham gia, thì em cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Dạ rồi, em cảm ơn các anh chị.